Hãy nhìn vào Linh đứng đây. Cả đời gã đằng sau. Dữ lắm, nó gã đằng sau em ơi. Chỉ bằng một tay, Bảo Linh đã biết đứng rồi. Làm xấu đi. Ê, đấy nhá, tự thân đứng dậy nhá. Ấy, yeah. Đứng dậy đây. Đứng dậy siêu thế. Con nào xấu đi. Ây da. Ây da. Ây da. Kinh ngợm thế. Alo. Đi nhậu đấy. Gặp má mẹ. Gặp má mẹ rồi. Chờ mẹ siêu thế. Đi nhậu đấy. Bà Linh ơi. Con đi đâu đấy? Lên màn hình TV đây. Đấy, úi trời. Úi giời. Em giữ không, nó bia ngoài. Cái đồ lật lè này ham chơi lắm. Thế giờ tập bò đi con. Trời, bò đẳng cấp rồi. Lôi lại thôi. Em phải giữ nó chứ, để anh còn quay chứ không. Úi siêu, làm trò được kìa. Ây à, gặp bố, úi lao. Lao đây bố. Bây giờ đằng kia. Nhìn nó bò thế này. Bò nhanh hay đằng gác chứ. Hello. Có vẻ nó vui đấy. Làm xấu này. Chơi coi.